Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái mẫu nước hoa nha. Đầu tiên nó sẽ là nước hoa khách sạn này. Đó. Các bác lên cho em là nước hoa khách sạn, cái này thì rất là thơm. Đấy, lọ của nó thì nó sẽ là một cái lọ như này, dung tích của nó vào khoảng là đi đây. Đấy, một cái lọ nó trong lòng bàn tay này các bác này. Dung tích của nó chắc là vào khoảng là đi 200-300ml gì đấy các bác nhá. Đó, đây. Này thì các bác về các bác tháo cái này ra cho nó, cắm cái bấc này vào. Các bác để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ rất là thơm luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác giá là 30k nhá. Bên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn. Giá sẽ là 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. 30k nhá. 30k một lọ nước hoa khách sạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nước hoa Dubai nhá. Nước hoa chiết Dubai, hàng của Made in Dubai các bác này. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ. Đấy, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. Nước hoa Dubai, giá sẽ là 70k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 5 lọ nước hoa Dubai như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là nước hoa của thương hiệu Gucci nhá. Nước hoa của thương hiệu Gucci như này, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, Made in UK các bác này. Đó, Made in UK, hàng của Anh. Con này thì sẽ là 120k một lọ như này nhá, 120.000 giá thanh lý. Tiếp theo thì đến cái nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp 30.000 cho một lọ như này. Đấy, một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 4 hộp. 4 hộp nó là hàng sáp. Đấy, nước hoa sáp nó sẽ là hàng sáp. Đây. Đấy, một hộp của nó là có 4 hộp nhỏ này nhá. Đấy, bằng sáp rất là thơm luôn. Đó. Giá này sẽ là 30.000, hàng của Nhật, giá thanh lý cực tốt luôn, 30k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kéo cắt cành hộp đỏ nhá. Đấy. Đây. Nó sẽ là một cái kéo đựng trong một cái hộp đỏ như này. Con này thì các bác dùng để chuyên cắt cây, cắt cành rất là ngon và mượt luôn. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 100 đây. Hàng Made in Japan này. Đó. Đấy, hàng ốp liền thân như này nhá. Đấy, hàng ốp gỗ này, cán liền thân này, chất liệu của nó là thép không gỉ này. Đó. Cắt thì cực kỳ là ngon luôn. Và cái độ vàm này của nó thì rất là rộng nhá, cắt rất là ngon. Giá thì sẽ là 150.000. Lên cho em là kéo cành hộp đỏ, giá sẽ là 150k cho một em như này nhá. 150.000 cho một em kéo cành hộp đỏ như này. 150k nhá, 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Một hộp như này thì sẽ là 100 chiếc, đấy là 380.000. Mua 100 chiếc là 380.000 nhá. Mua lẻ thì bên em bán là 7.000 một chiếc nhá, 7k một chiếc, và bán là từ 5 chiếc trở lên. Đấy, còn mua một vỉ như này thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho 25 chiếc. Còn mua 50 cái thì đây là 25 cái này bằng 130.000 này. 50 cái thì sẽ là bằng 230k đó. Và mua 100 cái thì sẽ là 380.000 nhá, 380.000. 100 cái nó sẽ là một hộp nguyên như này. Một hộp nguyên này là 300 cái nhá. Đấy, chất liệu của nó là lưỡi đỏ nhá. Lưỡi đỏ là dòng lưỡi cao cấp nhất rồi. Còn lưỡi thường của nó thì là lưỡi xanh và lưỡi vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2 xi lanh nhá. Hàng Made in Japan này. Đó, Made in Japan, bơm 2 xi lanh, hàng nội địa của Nhật. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Bơm khỏe, đầm hơi. Đó, đầy hơi, đẫy hơi. Đấy, cân hơi của nó là 10 cân nhá, 10 cân. Bơm xe máy, bơm ô tô thoải mái. Giá sẽ là 230.000 nhá. 230k cho một con bơm 2 ti như này. Lên cho em là bơm 2 ti 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức như này. Đấy, nó màu đồng rất là đẹp luôn. Hàng Made in Germany. Khóa đồng Đức này, rất đẹp cho các bác này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. 130k cho một em khóa đồng Đức như này. Hàng chống cắt, chống trộm. Đấy, chống cắt, chống trộm, chống các kiểu chống luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Có 4 chìa và chìa tròn. Chìa tròn như này thì sẽ là chống cắt, chống trộm rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con khóa Đức như này các bác nhá. Đấy. Khóa đồng Đức 130.000 các bác nhá. 130k cho mấy em khóa đồng Đức như này. Đấy. Khóa đồng Đức 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là máy xay cái
máy xay cầm tay nhá. Con này thì các bác dùng bằng tay không thôi, không cần phải dùng điện đó mới cả, rất là tiện luôn. À đấy, hàng cắm điện này, quên các bác nhầm. Các bác cắm điện như này cho em nhá. Đấy, cắm điện như này. Con này thì sẽ là 245.000. Đây, có công tác này, cắm vào các bác bật lên này. Đấy thì là các bác cứ đưa trực tiếp vào nồi luôn, đưa trực tiếp vào nồi như này. Đấy là nó sẽ xay cho các bác này. Ví dụ như là xay cháo này hoặc là xay các cái đồ mà mình muốn làm cho nó nghiền ra thì rất là ngon luôn. Đây, có công tác ở đây nhá. Đấy, có số 1, số 2. Cắm điện vào cho em là nó sẽ xoay này. Đấy, cái lưỡi này nó xoay này. Thì là ví dụ các bác muốn đánh cháo này hoặc là xay các cái thực phẩm đều ok hết nhá. Giá của nó, con này sử dụng điện 220V. Lên cho em là máy xay cầm tay nhá, giá sẽ là 245.000. Con này thì rất tiện dụng luôn, máy xay cầm tay. Thì các bác này, ví dụ như các bác muốn xay các loại thực phẩm này, hoa quả này, chỉ đưa vào cái là nó nghiền cho các bác ra luôn. Đó, rất là ngon nhá, tiện luôn, có thể ăn luôn, không cần phải dùng máy miếc các thứ cối kiếc phiền phức. Tiếp theo thì bên shop về cho con này thì lên theo là máy xay cầm tay 245.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Con này giá thanh lý chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Lên theo là bàn chải điện 50k cho một chiếc như này. Đây nó sẽ là một cái đầu bàn chải rất là ngon như này các bác. Đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em vào, có cho các bác là kèm thêm 4 đầu bàn chải luôn, 4 đầu bàn chải như này. Đây lắp theo cái lẫy này, lắp sập vào này. Đấy. Lắp vào đây cho em. Đây. Các bác ấn nó sập lẫy vào nhá. Đấy nó có cái lẫy đây, các bác lắp cho nó sập lẫy vào này. Đấy, các bác lắp nó sập lẫy vào cho em. Sau đó thì mình sử dụng này. Đó, bật lên này. Đầu bàn chải nó rung. Đó, nó rung như này. Cái này tuần suất dùng của nó rất là lớn luôn. Đấy các bác này. Đó, thấy không? Đấy, nó rung đấy các bác này. Đó, thì giúp cho các bác là nó có các chế độ rung này, giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi, rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50 cành thôi. 50 cành nhá. Lên cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 50k cho cái bàn chải điện như này nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy đồng hồ nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ là combo cho các bác là cả máy cả kim. Combo đầy đủ cho các bác luôn, combo đây. Đấy, giá sẽ là 40.000 cho một bộ sản phẩm như này, combo cả máy cả kim luôn. Đó đây. Đây là kim của nó này. Kim này và máy bên trong đây. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào thôi. Máy đồng hồ thay cho những cái đồng hồ cũ bị hỏng máy, 40k nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia thước móc khóa nhá. Đấy, thước móc khóa như này. Con này thì nó sẽ là 2m, rất là tiện luôn, các bác có thể treo vào móc khóa này, làm thợ làm nghề này, rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Hàng của Nhật này, 50.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cước câu nhá. Bao nhiêu một quận này anh nhỉ? Đây. Cước câu nhá. Hàng này nó sẽ là cái hàng 4 ly là hàng phổ thông, để cho các bác câu các cái loại cá đều ok hết nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một quận cước câu như này nhá. Một quận này nó vào khoảng là 100m, tha hồ thoải mái cho bác câu luôn. Hàng của Nhật các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là cước câu. Đấy, hàng của thương hiệu Shimano của Nhật nhá. Shimano của Nhật này. Đấy. Rất chất lượng cho bác luôn, Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k cho một quận như này nhá. 30k cho một quận cước câu như này. Lên cho em là cước câu 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bàn là hơi nước mini như này. Con này rất là nhỏ gọn luôn. Đó. Điện 220 có điều chỉnh, có điều chỉnh này. Đấy, có cái phần thì các bác châm nước vào đây. Đấy, đây cái nắp này, cái quai này để các bác châm nước vào cho em này. Đấy. Đây, các bác tháo cái đầu này ra, châm nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Đấy, nói chung là bàn là hơi nước xịn sò ngon lành. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con bàn là hơi nước mini như này. Bàn là hơi nước mini giá sẽ là 130k nhá. 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là cây nhá. Bàn là cây. Đấy, thì con này cũng có hơi nước luôn. Và các bác dùng để mình là quần áo các thứ rất là ok. Công suất của nó là 150W, xoay 360 độ luôn. Đó, rất là ngon. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là đi cái bàn là cây thì bao nhiêu Phương? Hả? Lên đi là bàn là đứng nhá, 370.000. Đó, đây. Rất xịn sò con bò luôn các bác này. Đó. Bàn là đứng 370.000. Nó sẽ là bằng cơ chế là hơi nước, hơi nước nó sẽ ra.
và giúp cho quần áo của các bác phẳng đẹp. Và con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống cháy quần áo rất là tốt luôn. Đấy, các bác chỉ cần vuốt này là phẳng luôn. Lên cho em là bàn là đứng nhá. Đấy, bàn là đứng như này dùng thì rất là an toàn. Đấy, giá sẽ là 370.000. 370.000 bên em bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. 370k cho con bàn là cây như này. Bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là bàn là cây nhá. Bàn là cây hoặc bàn là đứng. Giá sẽ là 370.000. 370k. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Ở bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhé. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhé. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn như này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Ở nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20 cm các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bắt này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này thì xoáy vào đây cho em. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đây, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha. Các bác chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó. Đây. Đấy. Và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Dạy đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này. Thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp ra ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó bắt rất là ngon luôn các nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá, tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, có cái lẫy này các bác sập hết vào cho em.
sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào, nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây, đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây, phần này xoáy vào đây nhá. Đó, sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào, xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó, là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy, cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này, cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy, cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy, cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không, cho đây mình vắt rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó, và cũng rất là dài luôn. Đây, chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng đây, 1m2, 1m3. Hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây, hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó, và đây là cái phần xoay của nó này, phần xoay của nó này, dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không, nó không có van xả quá nhá. Con này thì không có van xả, các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó, thì giá con này sẽ là 200 mấy, lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá, thùng lau nhà 250k. Đấy, con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá, 250.000 bao ship bên tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy, các số hotline của bên em này các bác có thể liên hệ nhá. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy, dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá, tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó, thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1, 2, 3 đầu sạc này, 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó, thì đây là cái dây thứ nhất nhá, dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó, tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn, mà cái đầu này của nó bằng thép này. Đây, đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là hai đầu sạc Type-C, thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này, dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn, nó là một trong bốn luôn, mà nó là sạc nhanh này, 27W Max Pro luôn. Đó, đây, thì con này thì cực VIP rồi. Đó, con này thì sẽ là 35.000 nhá, 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật, 1, 2, 3, 4, 2 đầu Type-C, 1 đầu iPhone và 1 đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá, dây sạc tự ngắt, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy, dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này, 1, 2, 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá, nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá, bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy, cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này, cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy, dây sạc nhanh. Đấy, đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000, một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi, thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó, thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được, cắm vào đây cho em này. Đấy,
một con dây đa năng này cắm đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này, mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này, rất là tiện luôn đấy, rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá, củ sạc đa năng. Giá sẽ là 65.000, 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó. Và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt bật ở đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bác này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000 đó. 100.000 thì bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá. Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua cái này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị. Cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy. Nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây, rất thơm luôn nhá. Lên tay lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi thôi, sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá, 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá.
Thứ hai, các bác dùng để mình chà cọ khỉ rửa, không cần phải động tay vào vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp vào đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp vào đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn coi nhá, dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng, cái này nó là dòng viên này, nó là viên một hộp như này, và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k trong hộp cái này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi, siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác đây. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy. Rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đèn dây sạc nhanh nhá. Hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi, cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k. 150k cho cái súng xịt rửa xe như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha. Màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này.
Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Chúng ta cùng trò chuyện với anh như vậy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá. Chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Đó. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây xem này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt bờ MP3 để nghe nhạc rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra. Đó, để lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm. Đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này. Đó, chỉnh giờ đằng sau này, rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này, được ok. Hello chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá. 1 2 3 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tắc như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tắc đóng ngắt, và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tắc độc lập như này. Dòng anh cái dây điện. Mỗi tầng một công tắc độc lập nha. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3, 4, 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm, bằng nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng. Tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt có đèn báo. Và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 4 5 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB, có công tắc đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tắc đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét, con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này, ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một em. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng, pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin, lắp piếc cho em nhá, 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ.
đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 sim. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 sim đã là 230 rồi mà con 3 sim có 260 thôi, thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan này. Lên cho em là mài khe ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy. Đây nó sẽ làm cái hộp 5 mũi khoan tháp như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó. Kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện. 180k nhá, đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh đây các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhức rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000, giá cực hạt rẻ cho các bác luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá. Táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này cho em. Cực kỳ là nhạy luôn. 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Inox 304 Winling của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là lên cho em là bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để mình xịt dầu xịt nhớt này, tra dầu tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là
35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhé. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhá. Hàng của thương hiệu Tachi này, Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn, dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho các bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seiki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt này thôi. 180k thôi nhá, 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này. Hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 thôi nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác. Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua nam tặng 1, mua nam tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7-8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì, bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên xem là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu
nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động rất là ngon này đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá, bếp ga đơn này, bếp ga đơn giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho con bếp ga đơn như này, nhỏ gọn tiện ích nhá, hàng của thương hiệu Media đó, rất ngon lành cho các bác luôn, 190k đấy. Rồi ok, hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi, thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này, nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V, giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ ba cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng, kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm, dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 18650 như này nhá. Lên cho em là pin 18850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy, mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, à đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Chiều rộng của nó thì vào khoảng là... Đây, khá là to luôn. Đây. Đấy, đấy nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá. Ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá. Kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này. Bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này. Hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này. Made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn. Viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3 đến 5 cân quần áo luôn. 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này, đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên trên là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn. 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng ấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bách biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em.
nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em, 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá. Đi tàu, đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó, thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ ông, trĩ bà, trĩ trong, trĩ ngoài các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi trĩ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác trĩ nội, trĩ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một típ như này. Lên cho em là kem bôi trĩ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn. Thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này. 30k cho một típ như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá. Lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này.
dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000, 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây. USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá, 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng xách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy. Đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một típ như này, 40.000 cho một típ này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Có hai màu, màu xanh, màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000
cho một hộp như này 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây, 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan quá này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 316, dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc giòn riếc các thứ đàng hoàng. Inox 316 này, su 316 có lưới lọc riếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 316 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết. Su 316 nhá. Su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn chiếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó, tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đây, các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc để ngang đều được hết nhá. Để dọc để ngang đều được hết này. Ấn lên ấn xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k. 40k thì một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Để nằm để đứng đều được hết nhá. Nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 thì con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng trên 30cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này. Đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy.
bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đây, đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch, đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng thì mình để gọn nó như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Cái shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác đó là kia các bác lên đã giúp cho em đó là kia đây, đó nó sẽ là kia bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000 đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này, giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá, quân cờ không thôi bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác ơi. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu cà phê như này, màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhé. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này. Có phần vít nở này các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này. Và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Lên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Các bác mở khóa ra nhá, mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện có thứ đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhá. 350.000 cho một con két sắt này, chìa chiếc cái thứ đàng hoàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em. Cắm điện sử dụng điện trực tiếp điện 220V. Điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy, nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên kia. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này, các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nó.
làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây. Các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy. Dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá, 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá, muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k cho một cái muỗng mini như này và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy. Muỗng mini này. Đấy. Muỗng mini. Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cái, 10k trên một chiếc và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em, có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này, lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết like này, tô vẽ các kiểu con là điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa đức này. Đấy, khóa đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha, quá nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nha. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nha, khóa đức. Đấy. Khóa đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa đức như này. 130.000, 4 chìa, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn.